thì rất là hôm nay nó càng ngày như nó càng biến đẹp hẳn. Không cây người ta bảo cây có hồn cây tìm người mà cây tìm người mà đúng không đấy, mình có duyên. Em chào anh Doãn nhé. Ok em, xin chào quý vị khán giả trên kênh Bonsai Đất Cảng nhé. Vâng. Anh em đến nhà anh Đức, hôm nay cũng là hôm thứ sáu, thời tiết cũng rất khá là đẹp rồi. Và đến nhà anh Đức thì là thăm cái vườn cây của anh rất là đẹp. Thì em muốn anh chia sẻ chút về cái dàn cây của anh Đức. Xin chào mọi người, là hôm nay là cũng mấy anh em ở huyện An Dương, cộng với các mấy anh em ở trong Nam Định ra thăm vườn cây thì bạn Đức vẫn gọi ra uống nước. Thì hôm nay là cũng đến lâu lâu mới đến nhà Đức, thì hôm nay là mình cũng rất là bất ngờ. Cái sự đầu tư của Đức đợt này là rất là tốt, từ số lượng cây và chất lượng cây. Thế còn nói về Đức thì bạn tớ thì là một người là cũng dám nghĩ dám làm, dám đầu tư. Bởi vì với những cái thị trường cây cảnh như bây giờ thì mà đầu tư cái số cây, lượng cây này thì mình nghĩ là nó cũng cả một cái cuộc cách mạng, mà cũng như là một cái sự đầu tư đột phá đấy. Thì mình nếu mà ở nhà vườn Đức thì mình không nói là những nhà vườn xuất sắc, nhưng mà nếu ở huyện Dương những nhà vườn chơi anh em đam mê thì đây là một trong nhà vườn rất là tiêu biểu của huyện An Dương. Đấy. Thế là đến đây là thế là cảm ơn bạn Doãn đã mày đến chơi là thăm nhà vườn, là tất cả anh em đến gọi là Nam Định mới là anh em các tỉnh về chơi thăm vườn, thế là cũng là cái nhìn thấy không gian cây của mình thì mình nói chung là có thành quả đâu, có thành đấy quả, có cái mình cảm thấy rất là vui đấy, cũng cái đam mê một cái tâm huyết của mình đấy. Đấy, giữ được cái vườn cây mà có thể là làm lên đấy, tạo dựng có những cái tác phẩm này, cảm thấy rất là mình rất cảm thấy rất, trong lòng rất là đấy hài hòa, mà cảm thấy có một cái gì đó nó phấn chấn đấy. Trước tiên là anh em rất là yêu cái những cái tác phẩm của mình thì mới đến nhà mình chơi, rất là đông vui là anh em kết nối được, đúng rồi, kết nối thì là thúc đẩy phong trào ấy. Mà mình nghĩ này là trước mắt là mình rất là chúc mừng bạn cái sự đi đầu tư nó rất là đúng rồi. Đấy, nó phải có sự táo bạo và đột phá đó, đúng không? Cao nhất là ra ngoài học hỏi anh em chia sẻ đấy. Nên là mình cũng phải có những cái kiến thức mà có những cái đấy nhìn nhận được cả bề ngoài, nói chung là mình sẽ đấy sở hữu mà mình có làm đây mà giữ được những cái tác phẩm này để cho anh em đến chơi này là ngắm này là chia sẻ đấy cùng đam mê. Và hôm nay em đến vườn anh Đức thì là cảm nhận của Bonsai Đất Cảng thì cảm thấy là cái vườn cây của anh Đức thì là cảm giác của em thôi, là đa số là những cây gọi là dáng cổ cũ ngày xưa. Thì là tiện anh Doãn đây thì anh để chia sẻ cho mọi người biết là về cái lối chơi về đương đại và lối cổ hiện nay. Và Bonsai Đất Quy đã hỏi thì là Bonsai Đất Cảng đã hỏi thì là Doãn xin mạn phép trả lời theo cái cảm nhận của mình thôi. Vâng. Để kiến thức nó là vô hạn. Vâng. Nhưng mà thôi thì Huy đã hỏi thì là tôi cũng xin trả lời thì theo cảm nhận là cái nghệ thuật ấy nó là một cái hành trình tiếp nối. Vâng. Tiếp nối giữa cái không gian thời gian. Vâng. Thì bây giờ từ những cái cây các cụ làm từ những cái thời thuở sơ khai đấy thì sau rất nhiều chục năm nó trở thành những cái cây cổ, nhưng mà để mình hiểu đúng cái cây cổ trước đó, mình phân tích cây cổ đó. Thì cây cổ là mình phải tách biệt ra, đó là cái sự tiếp nối từ những cái cây nguyên bản và nó đạt tiêu chí về cây truyền thống của Việt Nam. Đấy, rất nhiều cái thế dáng, ví dụ như là dáng long, rồi song thụ, rồi huynh đệ, rồi mẫu tử, rồi thì phụ tử, vân vân và vân vân. Thì cái đấy là quý vị đã biết rồi, nhưng mà mình chỉ nói là cái sự tiếp nối. Thế còn cái đương đại thì đó là cái cụm từ mà người ta dùng cho cái để chỉ một cái cây mà nó cái sự tiếp nối và nó có cái sự cách tân ấy. Bởi vì trong phát triển về văn hóa và nghệ thuật thì nó luôn luôn có sự tiếp nối giữa cái cũ, cái quá khứ, hiện tại và cái tương lai. Thế thì khi mà đến cái đương đại đây thì đó là những cái cây cũng là nguồn những cây cổ tiếp nối lên. Và người ta có cái sự du nhập, giao thoa văn hóa giữa trong nước và quốc tế. Trước cái thời đại công nghệ thông tin bây giờ thì
anh em chúng mình có thể là ngồi nhà chúng ta có thể biết được những cái kỹ thuật của nước ngoài, rất là như ví dụ như Nhật Bản này, Hàn Quốc, rồi thì là Canada, rồi Mỹ, bây giờ sang châu Âu người ta cũng chơi mà. Vâng. Thì những cái gì hay chúng ta học. Đúng rồi. Nhưng mà cái để hiểu rõ thì cây nào nó cũng đẹp, lối nào cũng đều tốt cả. Vâng. Thế nhưng mà cây cổ là gì, nó đạt cái tiêu chí là cái sự đồng bộ trong một cây cảnh là gì, nó nằm nó sự ổn định đồng bộ là giữa thân, bệ, cành, chi răm là nó đồng bộ thì nó đạt những yếu tố trước. Cái thứ hai là cây cổ nó mang cái biểu tượng tượng giá trị về Việt Nam của Việt Nam, cây đặc sắc mang cá tính của Việt Nam. Thì ví dụ như là những cái truyền thống mà những nghệ nhân trước người ta hay nói chị thì chúng ta đã biết rồi, nhưng mà cái của Việt Nam là gì, là những cái giáo lý mà các cụ muốn gửi gắm vào đấy. Ví dụ như là phụ tử tương tùy này. Đấy thì là chúng ta đấy là hiểu theo cái cây cổ như thế. Và chỉ có Việt Nam mới có về tạo hình thôi. Đúng rồi. Đấy. Nhìn nó càng ngày càng ở đấy đúng không? Đấy, càng ngày càng đấy. Kể cả những cái vàng cây của bạn. Rất cảm ơn chia sẻ của anh Doãn về những cái suy nghĩ của anh về lối đương đại và lối cổ, để cho chúng ta có cái nhìn khách quan hơn. Và rất cảm ơn anh nhé. Ừ, xin chào. Chúc anh nhiều sức khỏe và chúc anh tạo tác ra nhiều tác phẩm đẹp và tạo ra cái lối chơi cũng như là cái cách chơi, rồi là những cái liên quan đến cái nghệ thuật để lan tỏa cho cộng đồng, cho mọi người cũng biết, cùng chia sẻ, cùng đam mê. Và rất cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn bác Thái tất cả. Mình chỉ chia sẻ những cái gì một chút cho cái suy nghĩ đấy thôi. Cũng có cái gì nó không đúng hoặc là thiếu sót thì cũng rất là mong quý vị khán giả thông cảm. Dạ vâng. Mình cũng chỉ là người chơi thuần túy thôi. Vâng. Đấy. Cảm ơn anh.